ra đường không lý do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của Công an thị trấn Phù Yên đã kiên quyết xử lý những trường hợp như thế này. Lấy hàng về mấy hôm nữa được bán thì bán. Ra kho, cái nhà từ nhà ra kho có mấy chục mét, trăm mét rồi, có xa xôi gì đâu. Hiện nay, các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Yên đều được lực lượng liên ngành tuần tra kiểm soát 24/24. Tất cả người di chuyển qua lại phải xuất trình giấy tờ, chứng minh được lý do ra ngoài. Còn đối với các trường hợp đạp xe đi dạo, tập thể dục, đi bộ, sẽ bị xử phạt tại chỗ với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng do vi phạm quy định giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16 của chính phủ. Bước đầu thực hiện áp dụng chỉ thị số 16 và chỉ thị 12 của Ủy ban nhân huyện thì một số bà con và các hộ kinh doanh vẫn còn vi phạm. Đối với những trường hợp này thì Công an thị trấn đã thực hiện công tác tuyên truyền và nhắc nhở. Đối với các trường hợp đã được nhắc nhở mà còn vi phạm thì lực lượng Công an thị trấn Phú Yên kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ trong 2 tuần cuối tháng 8 vừa qua, các lực lượng chức năng huyện Phú Yên đã tiến hành xử phạt rất nhiều trường hợp, với tổng số tiền phạt thu được lên tới gần 500 triệu đồng. Theo đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, thì việc xử phạt nghiêm minh sẽ góp phần đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Trong thời gian tới, Công an huyện thực hiện đồng bộ các biện pháp về công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Chúng tôi sẽ thực hiện tuần tra 24/24 trên tất cả các tuyến, từ tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cho đến các cái tuyến liên xã, để đảm bảo xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn có nhiều diễn biến phức tạp. Đa số người dân Phú Yên đều chấp hành tốt những quy định, chỉ thị của các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vô ý thức, khiến cho công tác chống dịch bệnh vẫn gặp nhiều khó khăn.